Dạ, mến chào mấy anh đã quay trở lại với kênh xe rùa hàng Nhật Bãi của em nha. Hôm nay em sẽ lên cho mấy anh cái con xe rùa 8 bánh máy dầu 3 máy Mitsu này nha mấy anh. Con này thì nó chảnh lắm nha mấy anh nha. Đó, thì nó chảnh xem thì tí em sẽ vô chi tiết cho mấy anh xem ha. Đó, thì bây giờ em quay cho mấy anh xem nha. Đó, cái này là con chuyển hướng trái phải nha mấy anh. Đây ha, đồng hồ của nó nè. Đồng hồ nhắn ga là kim vẫn chạy bình thường nha mấy anh. Nó chạy mới có 639 giờ thôi nha mấy anh. Là chạy ra là khoảng nó chạy được 1 tháng á. 1 tháng nha mấy anh nha. Đó, thì em sẽ quay chi tiết ha. Cái này là ga con chạy với thắng nè nha mấy anh. Cái này là số của nó nha mấy anh nha. Số cái này là bên ha. Bên với lại hạ bên. Nay giờ em dỡ máy cho mấy anh xem ha. Đây, máy dầu của nó nha mấy anh. Hàng về sao là em chỉ qua vệ sinh rồi em quay cho mấy anh xem thôi nha. Chứ không hề đụng vô máy móc gì hết, máy bao rin luôn. Con này là 8 bánh 4 cầu nha mấy anh nha. Đây ha. Mitsu DD810. Đây. Bên này mấy anh có thể thiết kế được cái ghế nè. Anh nào mua em tặng luôn theo cái ghế như bên kia luôn ha. Đây. Bánh của nó còn mới luôn nha mấy anh nha. Đó, con này thì về sao em quay vậy thôi. Còn anh nào thích muốn sơn rin thì mấy anh mua nha. Còn nếu mà anh nào mua mà muốn em sơn lại thì em cũng làm luôn cho mấy anh. Sơn miễn phí luôn cho mấy anh nha. Đó. 8 bánh 4 cầu nha mấy anh. Rồi bây giờ em sẽ test máy cho mấy anh nghe nha. Đó, mấy anh nghe tiếng máy của nó nè, rất là êm ha. Rồi giờ em sẽ bên cho mấy anh xem nha. Con này nó sang chảnh cái là nó bên 3 chiều nha mấy anh nha. Đó, những cái con mà 8 bánh 4 cầu là nó bên 1 chiều là nó bình thường rồi. Còn con này là nó bên được 3 chiều luôn ha mấy anh. Đó, mấy anh xem nha. Đây ha. Gầm của nó nè. Nước sơn xấu chút thôi nhưng mà nó rất là thùng rồi, nó không hề bị mục gì nha mấy anh nha. Đó, giờ em bên cho mấy anh xem rồi em vô cho em sẽ quay kỹ hơn ha. Rồi đây, em sẽ quay gầm quay đồ cho kỹ cho mấy anh xem ha. Màu sơn của nó thì nó xét thôi mấy anh. Nhưng mà
không hề bị xét thùng một thùng gì đâu nha mấy anh nha. Ti còn mới luôn. Đó, mấy anh xem thùng của nó nè, gầm nó nè. Cái con này á, là nó không có như những cái con 8 bánh 4 cầu kia đâu nha mấy anh. À, bên nó vừa khác nè, và gầm của nó là nó có thêm một cái một cần nữa nha mấy anh nha. Nên nhìn nó rất là chắc chắn. Đó, mấy anh xem nè. Những cái con này em thấy tại vì nó cũng ấy cho nên em không có sơn lại. Còn anh nào muốn vin á thì anh mấy anh mua, còn anh nào muốn sơn lại thì em cũng sơn luôn cho mấy anh nha. Sơn miễn phí ha. Đó. Thì con này giá em bán tại cửa hàng là hơn 120 triệu một chút thôi nha mấy anh. Đó. Những cái con kia thì nó thường thì nó đã tầm 90-100 rồi, thì mấy anh bỏ ra thêm mấy chục. Mấy anh làm mua con này thì nó sẽ xứng đáng với cái số tiền của mấy anh nha. Đó, chứ không phải là nó đắt hơn một tí nhưng mà nó xứng đáng nha mấy anh nha. Đó, thì mấy anh cứ ấy rồi mấy anh xem ha. Đó. Con này bình xăng lúc em mua là nó có nắp bình xăng luôn, nhưng mà khi mà về đây á, người ta tháo ra mất rồi mấy anh ơi. Đó, nó không có cái bình xăng. Con này là bên 3 chiều luôn nha mấy anh, thuận tiện cho mấy anh làm công trình ha, những cái chỗ chật chội đó thì mấy anh có thể bên đổ lúc nào cũng được. Bên nào nó cũng tiện hết á. Đó. Thì con này trọng tải nó mấy anh có thể chở được đến 2 tấn mấy, 3 tấn nha mấy anh nha. Con này tại vì em không sơn cho nên nhìn nó vậy thôi chứ nó cứng cáp lắm và chắc chắn. Thùng của nó là ngang 1m4, dài 1m6 nha mấy anh. Thùng lọt lòng ha. Mấy anh chở nhiều mấy anh có thể đổ thùng lên cũng được, hoặc là để vậy cũng được, thì tùy mấy anh thôi. Mấy anh xem có phù hợp với công việc của mấy anh thì mấy anh chốt nha. Số điện thoại em là 0835585879 nha mấy anh. Cửa hàng là em ở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng nha mấy anh nha. Mấy anh nào ở gần thì cứ đến xem máy thoải mái luôn. Còn anh nào ở xa thì em ship, ở đâu em cũng ship hết nha mấy anh. Anh nào mua muốn em sơn tút làm gì em cũng làm luôn nha, em làm hết luôn. Đó, những cái con kia thường là nó chỉ có một tầng này thôi, còn con này là sườn của nó thêm một tầng nữa nha anh nha. Đó, còn bên đổ được 3 chiều cho nên mấy anh á mua thì sẽ xứng đáng với đồng tiền của mấy anh bỏ ra, chứ không phải là em bán mắc hay gì hết đâu nha mấy anh nha. Đó, thì mấy anh cứ tham khảo ha, những con này mấy anh mua về không bao giờ đụng hàng đâu nha mấy anh nha. Rồi, mến chào mấy anh nha. Hẹn gặp mấy anh ở cái video tiếp theo.